cách thức hoạt động của nó như thế nào ha. Và rồi giờ em test cho mọi người coi ha. Đây, bên sẵn bên đấy là bên shop em cũng có bán búa nha. Khi em test xong rồi em sẽ vô giới thiệu búa cho mọi người coi. Nè mọi người đặt vuông góc với nó nè. Thấy không? Ví dụ mình muốn đóng một chỗ nào đó thì mình cứ đây, phía dưới này nó sẽ có một đó, cái mọi người vuông góc nha. Đó, vuông góc này cho mọi người coi, mọi người dễ dàng mọi người cố định nó lại. Đó. Đinh nè. Mọi người coi, lút đinh luôn ha. Cái này thì mọi người có thể đóng thêm một chút cũng được. Đó, người coi này. Đó. Đóng thêm một cái nữa cho mọi người coi luôn. Đấy, mọi người bấm ra, đó, nó sẽ trồ ra như vậy ha. Em đóng xuống phía dưới luôn nha. Cái này đóng lút cho nó lút luôn. Đó, mọi người coi thấy không? Đóng mạnh nó lút luôn nè. Đóng mạnh là nó đó, mất cái trong luôn. Nó lút vô trong luôn nè. Đâu rồi ta? Đây. Nó bóng nè, thấy không? Đó mọi người coi cực kỳ đơn giản ha. Đây là cái tường cột bê tông này, tường bê tông này. Đó chị em phụ nữ làm cực kỳ đơn giản luôn, không nhất thiết gì phải đàn ông làm đâu. Cái này phụ nữ mình mua về cho chị em phụ nữ ví dụ rảnh ở nhà muốn đóng thì đóng ha. Quá đơn giản. Chỉ có 190 ngàn. 190 ngàn thôi mọi người. Mọi người đừng rời khỏi màn hình và đi theo em tin vô. Xin chào tất cả mọi người, rất vui và chào đón mọi người đã quay trở lại với kênh đồ nghề Minh Anh. Hôm nay em tin sẽ nhắc lại chương trình khuyến mãi cho mọi người ha. Thì mọi người coi nè, là chương trình áp dụng từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024 sắp hết rồi nha mọi người ha, hôm nay là ngày 13 rồi. Thì mọi người tranh thủ mọi người chốt đơn dùng em tin nha. Thì mọi người coi khuyến mãi giùm em nè, sẽ là dây tự rút ống 8, là mọi người sẽ được tặng kèm một cái xịt bụi 40 ngàn như thế này. Và mọi người mua một dây ống 10 hoặc là ống 12 thì sẽ được tặng một tay bơm như thế này nha mọi người ha. Tay bơm này là giá 85 ngàn dùm em tin nha mọi người. Chương trình sắp hết rồi nha mọi người tranh thủ mọi người bấm máy lên, mọi người nhấc máy lên, mọi người liên hệ đến số điện thoại là 0933 729 380 để các bạn nhân viên có thể hỗ trợ tư vấn và chúng mình đặt hàng nha. Và hôm nay em sẽ báo thêm cho mọi người về những cái set combo mà bên shop em đang có chương trình giảm giá cho mọi người á, là mọi người mua một set thì giá nó sẽ rất là tốt hơn. Thì hôm nay em sẽ lên thêm hai mã nữa, em vừa xin được thêm hai mã nữa mọi người. Và mọi người muốn biết đó là sản phẩm gì thì mọi người cùng đi vào chi tiết của sản phẩm nha. Và rồi, cái set combo đầu tiên mà em tin muốn nói mọi người mà vừa rồi trong thời gian mà em tin lên mã giảm giá, lên mã combo mà giá nhiêu ta, giá chỉ có 100 ngàn thôi mà mọi người đặt hàng quá trời quá đất luôn. Đây là nó đây, là vừa hoa thị này, vừa bi này, lục giác giá ti nha mọi người ha. Và thêm một cái bộ vít gãy 6 như thế này, chỉ có 100 ngàn thôi, mọi người đặt hàng rất là nhiều luôn. Thì mọi người tranh thủ mọi người chốt đơn nha, chương trình chỉ áp dụng tới ngày 15 tháng 6 năm 2024 thôi nha mọi người ha. Một set như này, ba món này, chỉ có 100 ngàn thôi, nhanh tay chốt đơn giùm em tiên nha. Combo bộ lục giác nè. Rồi sản phẩm tiếp theo á là dây tụt rút ống 8 thì mọi người sẽ được tặng kèm theo một tay xịt bụi nha mọi người ha. Sẽ được tặng kèm theo một tay xịt bụi. 430 ngàn nha mọi người ha, 430 ngàn. Còn dây tụt rút ống 8 và ống 10 và ống 12 mọi người sẽ được tặng thêm cái này. Thì giá sẽ dao động từ 880 đến 950 ngàn nha mọi người nha. Tranh thủ nhấc máy lên liên hệ giùm em. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Hiện tại giá bên em tiên là tạo set combo là đã có quà khuyến mãi đi theo rồi thì sẽ không có là mọi người bao ship nữa đâu ha. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển, mọi người nhớ giùm em tiên. Rồi tiếp đến là sản phẩm này đi, bộ khẩu này mọi người ha, bộ khẩu của Calogmax nè, bộ khẩu của Calogmax. Bình thường cái sản phẩm này bên shop em tiên có giá là 190 ngàn, nhưng mà hôm nay em tiên tạo cho mọi người một set combo như thế này, bao gồm một cái cần chữ L như thế này, rồi thêm một cái ca lốc mắt như thế này, thì giá nhiêu đây? Giá đây, ngay mục số 3. Mọi người để ý trên màn hình giùm em tin nha. Đây có một cái tờ giấy bạn đây. Thì là combo bộ khẩu 1/2 12 chi tiết này, bộ khẩu lớn giùm em nha. Thì nó kèm theo một cái cần chữ L, giá chỉ có 200 ngàn thôi, giá cực kỳ hời luôn. Mọi người tranh thủ mọi người chốt đơn giùm em tin. Mua hai mà được, mua một mà được hai nha mọi người ha. Thì mọi người tranh thủ mọi người chốt đơn lẹ giùm em. Đây. Cái này chỉ có 200 ngàn thôi. Rồi, mình qua sản phẩm này nha. Mình tiếp đến một cái sản phẩm tiếp theo, đó là cái mục số 2, số 1 và số 2 này đi ha. Mục số 1 và số 2 này bữa giờ em thấy mới lên mã giảm giá cho mọi người mà mọi người đặt hàng rất là nhiều luôn. Cái chương trình mã thứ 2 này của bên shop em sẽ áp dụng đến hết tháng 6 giùm em luôn nha. Sẽ áp dụng đến hết tháng 6. Thì bộ ba kèm như thế này, bộ ba kèm 8 inch đúng không? 8 inch kèm theo một cây bút thử điện như thế này. Kèm theo bút thử điện như thế này là bao gồm 4 món. Giá nhiêu? Chỉ có 150 ngàn thôi nha mọi người ha. Bộ ba kèm nè. Trong clip trước các anh kỹ thuật bên shop em cũng đã nói rất nhiều rồi ha mọi người ha. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển giúp em tiền. Giá chưa bao gồm vận chuyển giúp em tiền. Rồi, cũng bộ ba kèm như thế này luôn. Bộ ba kèm như thế này, 8 inch giùm em tiền nha.
thêm một cái kìm tuốt dây điện như thế này nữa, giá nhiêu? Có 165.000 thôi mọi người, 165.000 thôi nha mọi người ha, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Mua 3 mà được 4 nha, mọi người nhớ giùm em nha. Và rồi tiếp theo sẽ là đến kéo nha mọi người ha. Kéo thì nếu mà combo hai kéo bếp như thế này mọi người ha, kéo bếp cao cấp này hoặc là kéo bếp cánh nhỏ này mọi người ha, combo như thế này thì mọi người mua hai mọi người sẽ được tặng thêm một, đó là cục đá mài, tặng thêm một cục đá mài nha, giá 20.000. Còn mọi người có thể mua một cái kéo như thế này, kéo bếp 4 trong 1 với một cái kéo bếp nhỏ như vậy. Nói chung là cứ ba sản phẩm như thế này, bất kỳ mọi người cứ mua hai cái kéo mọi người sẽ được tặng kèm thêm một cục đá mài giúp em tiên nha, giá rất là hời, mua hai được 3. Rồi em sẽ qua tiếp một cái sản phẩm khác, cũng là kéo luôn nha mọi người. Đây là kéo nè. Kéo này có giá là 65.000, còn cục đá mài là 20.000. Nhưng hôm nay em Tiên sẽ tạo cho mọi người một set combo, là mọi người mua hai sản phẩm như thế này giá chỉ có 70.000 thôi nha mọi người. Giá chỉ có 70.000 thôi nha mọi người ha. 70.000 giá rất là hời luôn. Là kéo Rhino cộng với một cục đá mài thì là có giá là 70.000. Mọi người nhanh tay mọi người liên hệ số điện thoại là 0933729380 nha mọi người ha, để đặt hàng. Nếu mà mọi người gọi điện cho bên shop mà chưa thấy shop trả lời á thì có thể là shop em đang quá tải đơn, hoặc là bên shop em đang bận một cái vấn đề gì đấy thì chưa nghe máy mọi người được, thì mọi người cũng thông cảm giùm em Tiên nha. Mọi người chờ đó thì bên shop em Tiên sẽ liên hệ lại với mọi người, còn không mọi người cứ để lại tin nhắn thì bên shop em sẽ chốt đơn trên tin nhắn với mọi người và sẽ liên hệ lại với mọi người, là chốt đơn là báo với mọi người là giá sản phẩm bao nhiêu nè, rồi báo giá ship bao nhiêu nha mọi người ha. Trước khi bên Tiên gửi hàng, bên Tiên sẽ liên hệ lại với mọi người để chốt đơn. Tiếp đến sẽ là một cái combo mà em thấy mọi người, em nghĩ mọi người sẽ rất là thích luôn á mọi người, tại vừa rồi em thấy mọi người đặt hai món như thế này nè, giá nhiêu, giá chỉ có 220 thôi mà mọi người đã đặt quá trời quá đất rồi, thì hôm nay em xin thêm một phát nữa, em xin thêm một phát nữa là tặng thêm kèm thế này luôn, thêm một cái búa cán ngắn như thế này nè, búa lùng nha mọi người ha. Thì một set combo 3 món như thế này, một set combo có 250.000 thôi nha mọi người ha. 250.000 sẽ bao gồm một hộp đinh 400 đinh là ST18 và một thân máy của ST18 này mọi người ha. Thân dụng cụ hỗ trợ đóng đinh nè. Đó, có một cái bảng để mình đóng vô khuôn góc này ha mọi người ha. Là 190 đúng không? 190 cộng theo cái này nữa là 30.000, là 220. Cộng thêm một cái búa này. Búa này là bên số em bán giá 50.000. Nhưng thôi, hôm nay á tại một set combo như này chỉ có 50.000, bao gồm 3 món như thế này mọi người ha. Dụng cụ hỗ trợ đóng đinh cộng kèm theo búa 250.000. Rồi, sản phẩm tiếp theo đó là kéo bấm cần đi ha. Kéo bấm cần. Đây, kéo bấm cần bên shop Eptin có 4 loại. Cái này là kéo bấm cần cao cấp trắng nè. Mình mua một cây như thế này, mình đồng nghĩa mình sẽ được tặng kèm theo một cái cưa lắc. Tặng kèm theo một cái cưa lắc như thế này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 thôi nha. 110.000. Rồi, còn nếu mà mọi người đặt kéo có 3 mẫu kéo này đi. Kéo mỏ thẳng này, mỏ thẳng nhỏ này, mỏ thẳng lớn này. Rồi kéo mỏ nghiêng này giùm em Tiên nha. Mọi người mua hai sản phẩm bất kỳ mọi người sẽ được tặng thêm một cái cưa này giùm em. Sẽ được tặng kèm thêm một cái cưa, mua 2 được 3. Còn không mọi người mua cái set này thì đấy là mua 2 được 3. Cứ hai cái kéo tỉa cành là sẽ được tặng kèm theo một cái cưa lắc. Còn riêng một cái kéo cao cấp như thế này thì mình sẽ được tặng sẵn một cái cưa lắc luôn giùm em rồi nha. Rồi, lên mã này rồi đúng không? Thì em lên thêm một mã nữa cho mọi người. À. Mọi người ơi, kéo kéo bếp thì bên shop em cũng có mã này nữa nè. Kéo bếp du lịch, kéo bếp đa năng 3 trong 1 là mình vừa khui bia nè, vừa làm kéo và vừa làm dao luôn. Con này có giá là 165.000. Thì mọi người mua con 165.000 này mọi người sẽ được tặng kèm theo một cục đá mài như thế này. Giá cực kỳ hời luôn, mọi người tranh thủ mọi người chốt trong tháng này giùm em nha. Tranh thủ chốt trong tháng này giùm em. Rồi, mình sẽ qua sản phẩm khác nha. Sản phẩm mới đi mọi người. Đây. Mọi người coi giùm em tí nha. Này, combo lấy vít gãy nè ha. Mũi tháo ống nước hai đầu, mũi tháo ống nước hai đầu. Là bộ vít gãy này là 6 chi tiết giùm em. Đây em sẽ khui cho mọi người coi. 6 chi tiết giùm em tên nha. Bộ này là của ST nè mọi người ha. ST 6 chi tiết luôn, bao gồm từ lớn đến nhỏ. 6 món như thế này, kèm theo một cái tháo ống nước gãy hai đầu, tháo ống nước gãy hai đầu. Rồi em khui cho mọi người coi luôn đi. Trời ơi, tiện đây khui cho mọi người coi luôn, xem coi cái thân hình của em nó như thế nào ha. Đây. Mọi người thấy không? Nhìn rất là đẹp luôn, xịn sò luôn đúng không ha? Xịn sò luôn. Thì hiện tại combo này bao gồm hai món như thế này. Giá chỉ có 65.000 thôi mọi người, 65.000 là mọi người coi giùm em nha. 65.000 combo nha. 65.000 vừa vít gãy vừa tháo ống nước hai đầu, 65.000 thôi. Mọi người nhanh tay mọi người chốt đơn giùm em nha. Rồi để xem coi combo thêm một loại nữa, đó là combo tay bơm đồng hồ không dầu kèm theo một cái xịt bụi. Combo như thế này. Thì mọi người tính đi ha. Chỉ có 100.000 thôi, 100.000 nè mọi người. Là combo hai món như thế này. 2 món như này 40.000, 85.000 thì cộng lại đã là nhiêu đồng 100
120 hay là 130 gì rồi á mọi người. Ờ, 100 có 135 gì đó. Ờ, rồi mọi người coi thử đi. Nhưng mà mọi người mua chung với nhau như thế này thì giá chỉ có 100.000 thôi. Giá cực kỳ tốt luôn. Thì mọi người tranh thủ mọi người chốt giùm em trong tháng này thôi nha mọi người ha. Tại vì mỗi cái chương trình mà em lên mã giảm giá như thế này, em lên set combo như thế này là em săn, em năn nỉ rồi em ỉ ôi bên công ty cực kỳ nhiều luôn á mọi người. Nên mọi người tranh thủ giúp em nha. Và mọi người ơi, mọi người đừng có so sánh giá của shop em với của shop khác. Tại vì sao? Shop bên em á thì giá là rất là thấp rồi, của công ty đưa xuống và em cũng cố gắng em năn nỉ dữ lắm rồi. Rất là thấp so với những shop khác thì bên shop em không bao ship được. Mọi người nên nhớ như những sản phẩm bên shop em Tiên là chưa bao gồm phí vận chuyển giùm em Tiên nha. Rồi, cái gì nữa ta? Cái này nữa đi ha. Sản phẩm này cũng là sản phẩm kết của video ngày hôm nay. Thì mọi người nhớ giùm em đây nè. Một dây chịu áp lực cao, dây ống xoắn nè mọi người ha. Sẽ bao gồm một đầu đực và một đầu cái là có đầu nối hết cho mọi người rồi. Dây của nó nè là 6m. Và mọi người coi nè, của thương hiệu Staka thì người ta có nói là ống hơi chất lượng cao đúng không? Cam kết đủ mét nè. Nếu thiếu bù tiền gấp đôi. Bù tiền gấp đôi, nghe câu bù tiền gấp đôi là thích quá đúng không mọi người ha? Cực kỳ thích luôn. Thì mình cứ đè vô cái câu mà bù tiền gấp đôi không đủ mét, cứ chạy là em bên em bù tiền gấp đôi và em sẽ bắt bên hãng người ta bù tiền gấp đôi cho em. Ống này là ống 5x8, có nghĩa là trong năm ngoài 8 giùm em nha, trong năm ngoài 8. Dây này là dây 6m có giá 60.000. Còn cái bơm tay bơm đồng hồ dầu như thế này. Đây, em khui cho mọi người luôn. Tiện đây khui luôn đi. Nè, mọi người ha, ở trong nó có dầu nè. Đó, có dầu này ha. Có hiện hết thông số của nó phía trên này giùm em Tiên nha. Mọi người cây bơm nè, bơm đồng hồ dầu. Giá bên shop em là 125.000. Cộng con này vô là nhiêu? Là 60.000 nữa là 185.000 đúng không? 185.000 hôm nay em xin được deal cho mọi người là chương trình sẽ giảm giá đến hết tháng 6 năm 2024. Thì combo như thế này chỉ có 150.000 thôi nha mọi người ha. 150.000 combo đồng hồ dầu và một dây xịt dây hơi nha mọi người ha. Giá cực kỳ hời luôn. Thì mọi người nhanh tay mọi người chốt trong tháng này dùng em Tiên nha, để bên số em Tiên có thể chạy số xin cho mọi người nữa mọi người ha. Rồi ha. Em vừa xin thêm một cái nữa, là tay bơm đồng hồ. Cái này đồng hồ không có dầu, tay bơm đồng hồ này có giá là 85.000 cộng với một dây xoắn như thế này đi. Dây xoắn như thế này. Giá có giá của nó là 110.000 nha mọi người ha. Cho mọi người giá cực kỳ tốt luôn, 110. Mọi người cứ mua combo giá sẽ tốt hơn là mọi người mua lẻ. Nên mọi người cứ tranh thủ lúc em Tin xin được mã combo thì mọi người đặt mã combo giùm em nha. Mọi người muốn mua mã mà có dầu thì là 150.000, còn mua không dầu là 101 giùm em Tin nha. 101 tranh thủ chốt đơn giùm em. Rồi, sản phẩm này cũng là sản phẩm cuối cùng kết của video ngày hôm nay. Nếu mọi người yêu thích em Tin, mọi người cho em Tin xin một like, chia sẻ và nhất là đăng ký kênh để ủng hộ em Tin nha. Em Tin sẽ cố gắng lên những cái deal mà cực kỳ tốt dành cho mọi người để mọi người có thể đặt hàng, mọi người trải nghiệm sản phẩm với em Tin với một cái giá cực kỳ tốt nhất có thể. Xin chào tất cả mọi người, rất vui và chào đón mọi người đã quay trở lại với kênh Đồ Nghề Minh Anh. Hôm nay em Tin sẽ theo thể yêu cầu của mọi người là em Tin sẽ lên những cái set combo mà của Phương Sơn nha mọi người ha. Thì trước khi đi vào chi tiết của sản phẩm là về Phương Sơn thì em Tin cũng sẽ nhắc lại về cái combo mà đợt rồi em Tin cũng đã thông báo mọi người những cái set combo về kèm á mọi người ha. Trước khi đi vào chi tiết của sản phẩm, mọi người cho em Tin xin một nút like, chia sẻ và nhất là đăng ký kênh để ủng hộ em Tin nha. Sản phẩm đầu tiên em Tin muốn giới thiệu với mọi người là combo cắt điện nhọn đây. Combo nè, cắt nè, điện nè, nhọn nè. Kèm theo gì? Kèm theo một cái bút thử điện như thế này. Là mọi người mua 4 món như thế này nha. 4 món như thế này. Giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 thôi mọi người, nhớ giùm em Tin nha. 150.000 cắt, điện và nhọn giùm em Tin. Và rồi combo tiếp theo á, combo tiếp theo cũng là cắt điện và nhọn và kèm theo một cái kìm tuốt như thế này. Kèm theo một kìm tuốt giá 165.000 giùm em Tin nha. 165.000 thôi, giá cực kỳ hời luôn. Rồi khi mọi người muốn đặt hàng, mọi người liên hệ đến số điện thoại là 0933 729 380 để các bạn nhân viên có thể hỗ trợ tư vấn và giúp mình đặt hàng nha. Sản phẩm tiếp theo sẽ là combo bộ khẩu 1/2 nè. Combo bộ khẩu 1/2 của Calogmax giùm em Tin nha. Calogmax nè. Đây, nó sẽ từ 8 nè, 8 đến 8 sẽ đến bao nhiêu đây ta? Để em coi coi. 8 sẽ đến 24 nha mọi người. 8 đến 24 lận ha. Đây nó có một cái tan lắc nè, đầu nối. Và kèm theo nó sẽ là một cái cần chữ L như thế này. Cần chữ L như thế này chỉ có 200.000 thôi. 190 cộng thêm cần chữ L đó, 200.000. Giá cực kỳ tốt đúng không? Thì mọi người nhanh tay mọi người nhấc máy lên, mọi người liên hệ đến số em Tin, mọi người liên hệ và đặt hàng ngay kẻo lỡ nha mọi người ha. Chương trình chỉ áp dụng đến 30 tháng 6 giùm em Tin nha.
30 tháng 6 thôi nha mọi người ha. Rồi, mình cùng đi qua sản phẩm khác coi xem sản phẩm đó là cái gì ta. À đây. Đây là bộ vít gãy ha mọi người. Đây, bộ vít gãy này 6 chi tiết nha, bộ vít gãy 6 chi tiết kèm theo một cây tháo ống nước như thế này, kèm theo một bộ tháo ống nước như thế này. Mua hai sản phẩm mà giá chỉ có 65.000 thôi. Mua hai sản phẩm mà giá 65.000 giùm em Tiên nha. Rồi, mình cùng đi qua combo của combo tay bơm đồng hồ giùm em Tiên nha. Tiếp đến sẽ là combo đồng hồ không dầu, đồng hồ dầu nè, đồng hồ không dầu nha, kèm theo dịch vụ nha mọi người. Đây, cái dịch vụ này ha. Combo một set hai món như thế này giá là 100.000 giùm em Tiên nha, 100.000 kèm thêm một cái xịt bụi. Và nếu mà mình không có lấy xịt bụi á, mà mình thích lấy dây hơi đúng không, dây hơi 6 mét có luôn ha mọi người ha, dây hơi 6 mét nè, kèm theo cái đồng hồ như thế này, tay bơm như thế này, tay bơm như thế này là giá 110.000 giùm em Tiên nha, 110.000 giùm em Tiên. Còn nếu mọi người lấy một cái tay bơm giống như vậy mà loại có dầu á, thì vừa rồi bên em Tiên nổ đơn quá trời luôn á mọi người. Thì hiện tại bây giờ em Tiên đang nợ đơn và hàng cũng đang về, thì em Tiên sẽ cố gắng tranh thủ cho mọi người. Thì kèm vừa dây hơi này ha, vừa tay bơm đồng hồ có dầu là giá 150.000 nha mọi người ha. Mọi người cần đặt hàng mọi người cứ liên hệ với số em Tiên qua tuần, bên số em Tiên có hàng, bên em Tiên sẽ gửi hàng cho mọi người nha. Rồi mình cùng đi qua phun sơn đi mọi người ha. Và rồi đây nè mọi người ha. Sản phẩm đầu tiên mà về phun sơn thì sẽ là mọi người coi giùm em Tiên nè. Đây. Quan sát vô tờ giấy này. Đây, combo phun sơn cộng dây hơi xoắn 6 m nè của Staka, dây hơi 6 m. Kèm theo một bộ lọc như thế này, bao gồm một đầu cái, một đầu đực và một cái lọc như thế này nha mọi người ha. Và kèm thêm một cái phun sơn. Thì combo đầu tiên là combo đầu tiên là Tokyo thôi. Để em quay cái này trước đi ha, Staka trước nha mọi người ha. Em sẽ quay qua mục số 3 là Staka KA710 đầu phun 1.5 nha. Combo một nhưng trên màn hình ê hề như thế này đó mọi người. Giá nhiêu? Đây, giá chỉ có 290.000 thôi. Còn nếu mà mọi người cái giá mà bên shop em mọi người cũng biết rồi đúng không? Thì mọi người cộng lại mọi người sẽ thấy là giá nó cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay bên shop em mới có xin công ty để có thể hạ một cái combo cho mọi người mà giá tốt nhất để mọi người có thể trải nghiệm sản phẩm bên shop em Tiên. Thì combo như thế này bao gồm bộ lọc, một dây 6 mét kèm theo một phun sơn KA710 nha. Chỉ có 290.000 thôi nha mọi người ha. Đầu phun 1.5, 290.000. Tiếp đến sẽ là combo của Tokyo nha mọi người ha. Tokyo đây. Mọi người coi của nó là ở bên ngoài của nó bao gồm 10 lỗ nè. Bên trong của nó là đầu phun 1.5 giùm em Tiên nha. Đầu phun 1.5. Cái này dùng mình dùng để phun gỗ, phun cửa sắt nha. Ha mọi người ha. Phun gỗ, phun cửa sắt. Hoặc là mình dùng để phun chậu kiện cũng được các mọi người ha. Cốc của nó là cốc 400cc giùm em Tiên. Thì mọi người đặt nè, combo nha. Thì S710 kèm theo một bộ lọc, kèm theo một cái dây xoắn như thế này. Ba món đúng không? Giá chỉ có 230.000 thôi. Giá 230.000 rất là hời luôn mọi người. Combo 3 món như thế này nha. 3 món như thế này, 230.000. Tokyo S710 giùm em Tiên nha. Rồi mình cùng đi qua một cái sản phẩm khác đi. Sản phẩm khác là H85 nha mọi người ha. H85 cũng là đầu phun 1.5 luôn giùm em Tiên. Đầu phun 1.5 luôn. Đây, mọi người coi giùm em ha. Đây, của Osaka nè. Osaka H85 Osaka. Đây, ngoại quan của sản phẩm nó sẽ như thế này giùm em Tiên nha. Đầu phun của nó là đầu phun 1.5. Thì cũng là combo 3 món luôn. Combo 3 món, vừa lọc vừa dây hơi 6m, bao gồm một đầu đực một đầu cái luôn. Giá nhiêu? Chỉ có 260.000 giùm em Tiên thôi. 3 món như trên màn hình này, 260.000. H85 giùm em Tiên nha. Mà mọi người nhớ giùm em nha, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, mình cùng đi qua tiếp xem sản phẩm tiếp theo ha. Là đầu phun 1.3 đi, 1.5 rồi đúng không? Thì mình chuyển qua mình đi 1.3 ha. 1.3. Đây, nếu mọi người đang cần tìm một cây mà phun xe máy, phun cửa sắt, phun gỗ ấy, thì đây mình chọn cây này giùm em. Cây Muji này, W71, đầu phun của nó là đầu phun 1.3, đầu phun mịn. Em coi bên trong, em gỡ bên trong cho mọi người coi ha. Cốc của nó là cốc 400cc giùm em Tiên nha. Cốc 400cc. Đầu phun 1.3. Cái này đầu phun mịn nha mọi người ha. Nó lên màu, lên bóng rất là đẹp luôn. Combo như thế này. Một cây Muji, một sợi dây 6m kèm theo một cây lọc. Kèm theo một cái lọc giùm em Tiên nha. Giá là 350.000. Mọi người nhanh tay, mọi người nhấc máy lên, mọi người liên hệ giùm em nha. Chương trình chỉ áp dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 giùm em Tiên nha. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Tại vì mọi người có nói với em Tiên là nhớ lên giùm anh, nhớ lên tranh thủ lên giùm anh á, là có cái set combo nào full sơn mà giá tốt không thì lên cho anh để anh về anh đặt hàng ha. Thì đây cũng theo thể yêu cầu của mọi người luôn. Chiều mọi người hết nó có thể, nên mọi người nhớ, mọi người yêu thương em Tiên, mọi người nhớ follow kênh em Tiên nha. Follow kênh em Tiên. Rồi bên cạnh đó có
cây boss nữa nè. Boss nha, boss cũng là đầu phun 1.3 luôn. Boss đầu phun 1.3. Đây. Núm chỉnh của nó sẽ là màu đỏ ha mọi người. Núm chỉnh màu đỏ W71 nè. Ở trên thân của nó sẽ là cây boss nè. Ba núm màu đỏ luôn nha. Có đều có hơi nè. Rồi chỉnh tia, rồi chỉnh lượng sơn có đầy đủ hết luôn nha mọi người ha. Cây đầu phun 1.3. Cây này hôm nay về đẹp lắm mọi người. Đây. Cây rất là đẹp luôn ha. Thì combo một bộ như thế này, combo nè, vừa lọc, vừa máy phun sơn kèm theo một cái dây xoắn như thế này, ba món luôn thì 430.000 giùm em Tiên nha. 430.000. Chiều mọi người hết nước rồi đó, giảm giá cực kỳ sâu và cực kỳ tốt dành cho mọi người luôn. Rồi mình đi thêm một cái sản phẩm nữa đi ha. Thêm một sản phẩm nữa. Đi theo dòng nè. Đây là combo Iwata nè mọi người ha. Cái Iwata này á mọi người, thì em cũng nhắc mọi người luôn là cái sản phẩm này là có giới hạn nha. Tại vì số lượng cũng có giới hạn đó. Cây này, cây W Iwata, Iwata 101 nè. Con này có giá là 870 lận, 870 mọi người coi phía trên giùm nó. W101 cây là cây H2 nè. Đầu phun 1.3 mình dùng để phun xe máy, phun cửa sắt, phun ô tô giùm em luôn nha. Cây này phun rất là đẹp luôn. Ra chất sơn rất là mịn luôn. Mình dùng để lên bóng lên màu cực kỳ tốt luôn nha mọi người ha. Của hàng Iwata này giùm em. Và mọi người đi combo luôn. Em cũng lên một cái combo em chơi lớn cho mọi người luôn. Cây này là cây nắp tiệm em chơi lớn cho mọi người luôn ha. Đây một combo thế này. Ba món đúng không? Giá nhiều, giá chỉ có 880.000 dùm em Tiên thôi nha. 880.000 mà mọi người được ba món như thế này. Giá chưa bao gồm cái mình chuyển dùm em Tiên nha. 880.000 cây W101. Nha mọi người ha. 880.000. Rồi, mình đi qua sản phẩm tiếp theo ha. Và có một cái mục cuối cùng nè, mọi người coi giùm em nha. Đây đây, coi sát lại giùm em. Là combo hai cây phun sơn bất kỳ. Phun sơn bất kỳ là ví dụ mà mọi người lấy một cây BQ2 nè, hay là một cây phun tỉa cây K3 gì đó, hoặc là mọi người lấy cây Rebel hay là phun sơn, nói chung là tất cả các loại chuyên về phun sơn đi. Cứ một cây phun, hai cây phun sơn. Hai cây phun sơn là đồng nghĩa việc là shop sẽ bao ship cho mọi người đến. Chương trình áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 cho em Tiên nha. 30 tháng 6 2024. Rồi. Trước khi kết video thì em Tiên cũng sẽ đi cho mọi người coi sát về những cái sản phẩm mà bên shop em Tiên đang có về phun sơn nha mọi người ha. Và rồi mọi người coi giùm em Tiên nè. Đây là cái dàn phun sơn mà dùng để phun tỉa nha. Có cây K3 nè, cây K3 thường nè, rồi cây K3 Kabushi nè. Đầu phun của nó là đầu phun 0.6 giùm em Tiên, mọi người dùng để phun tỉa phun giặt. Còn đây là cây HVLB, đầu phun của nó là phun 1 chấm. Còn đây nè, riêng cây này là cây Muji, cây Muji K3 nha. Cây này là cây trong dòng K3, nó là cái hàng mà cao tiền nhất luôn á mọi người. Đây, cây con này thì đầu phun của nó là đầu phun 0.5. Khi mọi người có đặt hàng, mọi người liên hệ số điện thoại 0933 729 380 để các bạn nhân viên có thể hỗ trợ tư vấn này chúng mình đặt hàng. Khi mình cần làm gỗ hay là mình phun sắt hay là mình phun xe máy này, phun ô tô thì mọi người nhớ liên hệ tới shop em Tiên để bên shop em Tiên sẽ tư vấn hết mức cho mọi người để mọi người có thể đặt được cái cây nào nó phù hợp với công việc của mình nha. Rồi, còn đây là dòng nè, đây dòng phun sơn Unica K100 dùm em Tiên nha. Nó sẽ có độ phun 1.1 và 1.3. 1.1 là mình chuyên về bóng, còn 1.3 mà là mình vừa bóng vừa màu, nhưng mà nó chuyên về màu là nhiều nhất nha mọi người ha. Đây, còn bên cạnh của nó cũng sẽ có là cây Unica K888, con này thì là 650.000, còn Unica K100 là 890.000 nha mọi người ha. 890.000. Bên cạnh đó sẽ là con Rallyball best seller của cửa hàng em nè, best seller của cửa hàng em. Con này có giá là 500.000 nha mọi người ha. Đầu phun của nó đầu phun 1.3. Nguyên một hàng ở trên này bên shop em có trưng trên này á là chuyên về đầu phun 1.3 nha mọi người ha. Chuyên về 1.3. Còn bên cạnh nè cũng có Iwata giá 450.000, Iwata W71 giá 450.000. Còn con boss này thì hồi nãy em Tiên có giới thiệu với mọi người đúng không, 360.000 nha. Còn bên này là con Muji W71 giá 280.000. Rồi mình cùng đi xuống cái dòng dưới đi. À, 1.3 thì em sẽ còn con King Tony nè mọi người ha. KI710 King Tony nha. King Tony, con này có giá là 250.000 giùm em Tiên, con này 250.000. Rồi con này cũng là của Starka nè, 200-215.000 thôi mọi người ha. 200-215.000. Đầu phun phía dưới này là đầu phun 1.5 dùm em Tên. Đầu phun 1.5 dùm em Tên nha. Rồi bên cạnh đó bên shop em cũng có nè mọi người ha. Phun sơn mỹ nghệ, phun sơn mỹ nghệ nè, 135.000. 135.000 nha mọi người ha. Phun sơn mỹ nghệ, mình cần phun sơn mỹ nghệ bên em có luôn nha. Rồi mọi người cần phun sơn gai sần bên shop em cũng có luôn. Có một loại là tầm 300-355 là bình nhôm. Còn bình inox, bình inox là 450.000 nha mọi người ha. 450.000. Còn bên đó là BQ2, mọi người dùng để làm gì? Mọi người dùng để phun keo, phun dầu. Và mình dùng để phun những cái chậu kiện lớn. Mấy chú kêu là phun chậu kiện lớn, mình cầm cái bình dưới như nè, nó
thứ nhất là cái lượng sơn nó nhiều, thứ hai nữa là mình di chuyển nó cũng dễ nữa mọi người ha. Dễ. Bên cạnh đó bên em cũng có phun cát. À, đặc biệt nữa rồi mọi người, bên em có góc bình trên luôn. Góc bình trên. Đây. Đầu phun của nó là đầu phun 2 chấm giùm em tên nha. Đầu phun của nó là đầu phun 2 chấm. Cây của hiệu HVLB bên trong của nó sẽ kèm theo một cái lõi lọc, lọc để lọc cái gì, lọc để lọc tạp chất của sơn. Để lúc mình sơn xuống thì sơn nó ra sẽ đẹp và mịn và không có bị cặn nha mọi người ha, sẽ không có bị cặn. Hiệu HVLB họ rất là chú trọng về vấn đề là khách hàng sử dụng sản phẩm và trải nghiệm mua sơn bên họ. Đây là 450.000 nha mọi người ha. Có một cây là màu trắng và hai cây màu vàng. Mọi người cần đặt màu nào hoặc là bên shop sẽ giao ngẫu nhiên cho mọi người đều là đầu 2 chấm nha mọi người ha. Bên dưới này bên shop em cũng có nè, phun sơn điện. Phun sơn điện bên shop em cũng có luôn nha mọi người ha. Đầu 2.5. Đầu 2.5 nha mọi người ha. Rồi, và mọi người ơi, mọi người nhớ là em Tiên cũng đã cố gắng hỗ trợ mọi người là xin công ty tạo set combo cho mọi người rồi á. Và cuối tháng này em sẽ cũng có một cái video để thanh lý sản phẩm. Thì mọi người nhớ nha, mọi người đi ngang kênh của em ấy, mọi người cho em xin một lượt follow. Và mọi người thương em nữa, mọi người chia sẻ kênh giúp em nha. Mọi người chia sẻ kênh giúp em. Để dù mà có ai có cần mua phun sơn hay mua cái gì đó giá tốt ấy, thì có thể mua được ở bên shop em nha mọi người ha. Thì đây mọi người nhớ giùm em nha, combo 3 món nè, vừa lọc vừa dây nè, vừa lọc vừa dây giùm em tin nha. Vừa lọc vừa dây nè, kèm theo phun sơn á, thì giá rất là tốt luôn nha. Combo 3 món giùm em tin. Và rồi, video xin kết thúc tại đây. Nếu mọi người yêu thích em tin, mọi người cho em tin xin một nút like, chia sẻ và nhất là đăng ký kênh để ủng hộ em tin nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.